miền Tây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế này. Cứ mênh mông ở đâu cũng là sông nước hết á. Lúc nào nó cũng cho một cái cảm giác rất là bình yên. Nhưng mà đôi khi cái sự bình yên nhẹ nhàng mà nó bão giông ập đến lúc nào không hay á. Nhắc cái chuyện đó là em thấy em nhớ lại em sợ. Em cảm giác em nổi da gà chứ. Thì đó như ở miền Tây ở đây Vĩnh Long là không có sụp lở vậy. Là ví dụ như đất nhiêu đây là nó hết luôn hả chú? Nó trơn luôn. Trắng luôn đó. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cùng bà Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Hoa hậu Thùy Tiên mang lại cái Tết ấm no về Vĩnh Long trong tập 6 của Tết Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2023 trên YouTube Sen Vàng TV.